Xin lỗi. Ủa sao tình cờ vậy? Để tôi giới thiệu, đây là anh Hoàng. Rồi. Cảm ơn anh đã đi chơi với bạn gái của tôi. Bây giờ tôi xin phép lấy lại cô ấy. Cảm ơn. Nè, anh làm gì vậy? Nè, anh làm gì vậy? Thì đi về thôi. Ai nói tôi là bạn gái của anh? Anh nói thì tôi bị ế làm sao? Nếu thế anh sẽ nuôi em cả đời và để em ở nhà của anh. Chỉ vậy thôi hả? Không muốn sao? Anh làm gì vậy? Tôi trả lại người lúc nãy. Không giỡn đâu nha. Vậy em chọn đi. Đi hướng nào? Vậy thì đi thôi. Gì kỳ vậy? Anh, đợi em nha. Anh. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.